Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin phép đọc một câu hỏi gửi tới cư sĩ Phúc Trí ạ. Con xin kính thưa cư sĩ Phúc Trí, cho con hỏi một câu. Nhóm cộng tu niệm Phật của chúng con hoạt động đến nay đã được 14 năm, nhưng chúng con chỉ biết niệm Phật và phát tâm đi hộ niệm giúp người hữu duyên. Thời gian gần đây, con có được nghe lời chia sẻ của cư sĩ Diệu Thương và cư sĩ Bảo Thi về phần trực ca hộ niệm. Con thấy nhóm cộng tu của chúng con thiếu sót và sơ suất về phần này. Giờ đây chúng con muốn phát tâm đi trực ca hộ niệm giúp người bệnh ở giai đoạn chuẩn bị xả thân, nhưng chúng con chưa được thực hành bao giờ, cho nên chúng con rất lúng túng về phần này. Nhóm cộng tu của chúng con gồm hơn 20 vị thành viên. Dự định của chúng con sẽ chia ra làm 4 nhóm để đảm nhiệm việc trực ca. Mỗi một nhóm trực là 24 tiếng, xong đổi sang ca khác vì tránh tình trạng sao bì. Nhóm trực ca ngày và nhóm trực ca đêm. Vì con là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, trí huệ mê mờ, phước báo mỏng manh, công phu tu hành thì yếu kém, đức lại vơi, nên không biết phải làm như thế nào để thực sự mang lại lợi ích lớn cho người bệnh. Vậy con xin cư sĩ Phúc Trí từ bi chỉ dạy cho con tường tận để chúng con nắm bắt kịp thời khi phát tâm đi trực ca hộ niệm làm thế nào cho đúng lý đúng pháp ạ. Con xin kính tri ân cư sĩ ạ. Dạ con xin cư sĩ chia sẻ cho chúng con trong vòng 10 phút ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam A Di Đà Phật. Con kính bạch trên chư tôn đức tăng ni tham gia chứng minh. Con kính thưa toàn thể đại chúng. Trong cái phương pháp niệm Phật hộ niệm thì cái phần trực ca gọi là giúp đỡ người ra đi, lúc ra đi được chánh niệm rõ ràng là vô cùng quan trọng. Vì thầy Dư Âm Tịnh Hải cũng như Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Không muốn nói, nếu lúc mà người bệnh ra đi mà không có được ban hộ niệm hoặc người nhắc nhở là một sơ suất vô cùng lớn. Vậy hôm nay chúng ta thấy rằng là gặp được một người mà tin được câu A Di Đà Phật đã là khó. Gặp được câu A Di Đà Phật rồi mời được ban hộ niệm là vô cùng khó. Nên hôm nay tất cả những người mà đã được mời ban hộ niệm thì đây là đại phúc báu. Vậy họ đã biết niệm Phật, được mời ban hộ niệm mà thực sự mà quyết lòng cầu sinh cực lạc. Vậy phần mà giúp đỡ họ là phần ban hộ niệm. Vậy nếu ta trực ca thì chúng ta nên nhớ rằng trực ca nó có những từng phần, ví dụ như là khi người bệnh mà họ yếu thì chúng con thường nói là gì, khi nào họ chỉ còn uống nước mà không ăn được thì đấy là giai đoạn tốt nhất là để chúng ta trực ca. Vì trực ca là giúp cho người bệnh họ thấy được rằng là họ sắp mất rồi. Nên đa phần những người mà khi mà chúng con tổ chức thì người bệnh đó họ nhận ra rằng họ sắp đi rồi. Nên chính vì thế mà họ nỗ lực hơn. Còn nếu không trực thì họ nghĩ họ chưa đi. Nhiều người bệnh họ còn chủ quan lắm, họ còn giải đãi lắm. Nhưng ban hộ niệm đến trực ca thì vô tình như thầy Dư Âm có nói rằng người đến trực ca niệm Phật lại làm cho người bệnh họ sợ. Sợ thứ nhất là chúng ta còn khỏe, chúng ta lại liên tục niệm Phật và không cho người bệnh họ nghỉ, thì đấy là sơ suất của chúng ta. Cái thứ hai là khi chúng ta đến trực ca, chúng ta làm cho gia đình lộn xộn,
và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, thì chúng ta cũng sơ suất làm cho người già nhà không vui. Thì chúng ta phải gì, phải có sự nghiên cứu, sự bàn bạc và thảo luận cùng nhau cũng như gia đình để ra phương án tốt nhất. Ví dụ như chúng ta đến lúc đầu thì chỉ cần 1 đến 2 người, nhưng vì lúc đó gia đình mà họ mong muốn thêm, ví dụ có được thì tốt, còn chúng ta là nhiều ca, nhưng lúc người này ở ca này mà người kia ở ca kia thì không đủ nhân lực thì cũng đành chịu. Thì chúng ta đến đích trực thì không phải là ngồi 24/24 lúc đó, trừ khi người bệnh đến vào giai đoạn chót là quá yếu. Còn lúc mà họ với bỏ ăn mà uống nước, cái giai đoạn này là giai đoạn có thể chưa đi ngay 1 đến 2 ngày tới. Đây là giai đoạn mà mình gỡ cho họ. Và giai đoạn này là giai đoạn để cho người nhà và chính người bệnh đó hiểu hơn một chút. Từ đó mà lúc người bệnh đến giai đoạn cận kề thì gia đình họ hiểu ra và họ dốc hết tinh thần và họ bảo vệ cho người bệnh. Và cũng là giai đoạn hấp hối, là người bệnh đã chuẩn bị được cái tư lương, và trong đó cái ban trực là người gì, bảo vệ chánh niệm rõ ràng, giúp đỡ cho người bệnh họ hiểu được để họ lúc ra đi. Vì trong nhà khi hộ niệm trong ca thì trong ca đều có sơ suất, không trường hợp nào người bệnh mà không vướng mắc, không một gia đình nào là không vướng mắc. Nên lúc giai đoạn cuối là giai đoạn mà họ cuống, họ dễ phạm phải những điều đó, thì có ban hộ niệm ở đó. Thứ nhất là chỉ bày giúp đỡ cho gia đình, thứ hai là làm phương pháp gọi là người bệnh họ rất là an tâm, thì làm cho gì, người bệnh họ vững vàng hơn, họ quyết liệt hơn, và gia đình họ cũng tránh đi cái sự lo lắng về sự ra đi của người thân. Vậy chúng ta làm sao? Thì nếu như chúng ta 24/24 một ca loại thay nhau, thì chúng ta nhớ rằng người bệnh phải xem rằng sức khỏe. Nếu chúng ta cứ ngồi đó mà người bệnh họ còn sinh hoạt, lúc cuối đời họ vẫn còn, thì có thể làm phiền phức cho họ. Thứ hai là ban hộ niệm như vậy thì làm cho gì ạ? Làm cho chúng ta ấy là gì, ì oải mệt nhọc vì chúng ta còn cuộc sống. Nếu được thì nên là thay ca. Còn người chủ chốt, ví dụ người chủ chốt là một ca nào mà quy định một cái người đó làm chủ trong cái ca trực niệm đó, ca trực đó, thì người đó là có quyền tất cả trong cái cuộc hộ niệm đó. Thì cái người đó không phải là ngồi 24/24. Nếu hồi 24/24 đến giờ phút mà người bệnh cận kề thì coi như xong, thì người có quyền quyết định cái đó trong cái cuộc trực ca đó, thì chỉ thỉnh thoảng là ra cộng tu và phân nhóm, và người đó cũng phải được nghỉ ngơi. Và chúng ta không nên làm phiền vì nhiều người quá, thì đến nơi gia chủ thì nhiều lúc là ăn uống cơm nước rất là phiền hà, 1, 2 người, 3 người họ còn phiền. Vậy nếu có thể được thì ta có thể thay nhau 2 tiếng, rồi chúng ta về nhà ăn uống tắm rửa, rồi 2 tiếng sau lại nhóm khác đến, hoặc là 4 tiếng cũng được. Có nghĩa là gì, không làm ảnh hưởng nhiều đến quá trình sinh hoạt trong gia đình của họ, và không ảnh hưởng đến việc mà chúng ta ăn uống ngủ nghỉ, để gì, tránh đi cái sự phiền phức. Vậy một cái ca mà chúng ta tổ chức trực thì nên cái người chủ đạo phải là người hiểu nắm bắt rõ tình hình để giải quyết việc gia đình cũng như là người bệnh khi trong quá trình lúc giai đoạn cuối, để kịp thời gỡ mắc cho gia đình cũng như người bệnh, và tổ chức phân ban
làm sao cho nó hợp lý. Nếu không ấy thì chúng ta sẽ kiệt sức, mà cuối cùng người bệnh chưa đi thì người trực ca đã chết trước. Nên mong đại chúng phải hiểu, chúng ta phải làm sao giúp đỡ cho nó có tính gì, chất nhân văn một chút. Ví dụ như là chúng ta đến đó, chúng ta giúp đỡ người bệnh, thì nhớ là không nên làm cho gia đình họ cảm thấy quá phiền phức. Nhiều người đến đem cá một đội đến mà ở nhà người ta nhiều ngày thì rất là ảnh hưởng, nó không tốt và làm xáo trộn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta. Nên chính vì thế mà trong tùy những trường hợp, ví dụ người bệnh là thuộc thành viên ban hộ niệm, thứ hai là gia đình thực sự là mong muốn là có nhiều người đến giúp cho người bệnh, hoặc mong muốn là giữ chánh niệm cho người ra đi vì họ rất là nhiều sơ suất, thì chúng ta nếu có được nhân lực thôi, còn không thì chúng ta cũng phải cắt cử theo phiên. Vậy trong quá trình đó thì chúng ta nhớ đừng bắt người bệnh lên nhiều thời khóa với mình quá. Nhiều người đến trực rồi bắt người bệnh niệm ra tiếng nhưng một ngày 3 thời, 4 thời thì người bệnh chưa phải chết về bệnh đâu ạ, mà chết về nhọc và chết về phiền não. Nên chúng ta đến trực, thầy Dư Âm nói rõ là chúng ta giúp đỡ người bệnh làm sao cho họ ra đi một cách là vui vẻ và hoan hỉ, chứ không phải ra đi một cách là gì, ấm ức và phiền não. Vậy chúng ta đến mục đích là động viên, an ủi, khuyến tấn, làm cho họ ăn được cái tâm. Vậy đôi lúc có những trường hợp mà chúng con đến đấy chỉ một vài ngày gì, nghỉ một chút để giữ sức, rồi gì, để cho người bệnh thấy là có người ở đó và họ yên tâm, và nhìn thấy ban trực ca thì họ nghĩ là họ không còn lâu được nữa. Nên chính vì vậy mà nhiều người bệnh họ cũng nỗ lực hơn. Vậy mong cho cái ban phân co phân nhóm trực ca, nếu làm thực sự thì hôm nay con dặn là trực ca là nó tốn thời gian đấy nhá, tốn công sức đấy. Khi phát tâm thì phải thực sự phát tâm, chứ không phải là vì phát tâm một cái hiếu kỳ để chứng kiến xem người đã đi như thế nào mà ta phát tâm, không phải. Mà phát tâm là hộ trì chánh pháp, hộ trì giúp đỡ người bệnh được ra đi một cách an toàn, thì đây mới là công đức là vô lượng vô biên. Thì mong cho chúng ta hôm nay hiểu được điều này mà phát tâm thực sự. Nếu trực ca thì xin thưa với đại chúng rằng khi trực ca chúng ta giúp đỡ cho họ được chánh niệm thì chắc chắn ngày sau chúng ta ra đi cũng sẽ có rất nhiều người đến giúp đỡ để giữ chánh niệm cho chúng ta. Đây nó thuộc về nhân quả. Vậy mong cho đại chúng hôm nay hiểu để cho ta phát tâm rõ ràng, và cứ từng ca sẽ có người là chủ đạo để hướng dẫn việc này. Nên chính vì thế nếu ai mà sắp tới mà phát tâm đi trực ca thì có thể đăng ký để cùng nhau hướng dẫn, để chúng ta bàn thảo để đưa ra một cái công cuộc hộ niệm tốt nhất cho người ra đi ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Chúng con xin thành kính tri ân cư sĩ và cũng xin toàn thể đại chúng một tràng vào tay dành cho nhóm cộng tu mà đang phát tâm trực ca này ạ. Dạ vâng ạ, như cư sĩ Phúc Trí chia sẻ thì trực ca là một công cuộc vô cùng là quan trọng, cũng như là có rất nhiều điều cần chú ý. Vậy nên là con cũng xin được kính đề nghị bác mà có câu hỏi này, cũng như toàn thể đại chúng mà chúng ta quan tâm đến vấn đề trực ca, thì về hãy nghe lại cái phần chia sẻ của cư sĩ Phúc Trí thật kỹ để cho chúng ta trực ca cũng như là hộ niệm được như lý như pháp. Nam Mô A Di Đà Phật ạ.